Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh. Thưa quý vị, chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi sẽ là giải quyết hiệu quả những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống hiện đại bằng thảo dược. Và ngay từ bây giờ thì quý vị khán giả có thể gọi điện thoại đến số tổng đài 01236229229 để được tư vấn trực tiếp về chủ đề ngày hôm nay. Quý vị khán giả, cuộc sống ngày càng hiện đại thì chúng ta lại càng có cơ hội chăm sóc cho cuộc sống của mình nhiều tiện nghi hơn. Tuy nhiên, kéo theo guồng quay ấy là những căn bệnh, là những cái vấn đề về sức khỏe mà rình rập con người chúng ta hàng ngày hàng giờ. Những cái vấn đề liên quan đến tâm thần thần kinh là một trong những vấn đề nổi trội nhất. Chẳng hạn như có rất là nhiều người than phiền rằng là họ không thể ngủ được mỗi đêm, rồi lo âu, rồi căng thẳng đến mức mà không còn cảm thấy thiết tha bất kỳ một điều gì trong cuộc sống. Hay những bệnh lý liên quan đến sự lão hóa nhanh của cơ thể, ví dụ như là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống hay là đột quỵ não, tiểu đường, béo phì và nhiều tình trạng khác nữa. Đây chính là những căn bệnh hiện đại mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống ngày nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề này cùng với hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin giới thiệu cùng quý vị chuyên gia Yang Sun Won, công ty Chun Money Việt Nam. Xin chào chuyên gia. Xin chào. Rất là vui khi ngày hôm nay chúng ta được chào đón một chuyên gia người nước ngoài đến với chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh. Và vị khách mời đặc biệt thứ hai xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Anh, nguyên phó trưởng khoa ngoại thần kinh, bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Vân và quý khán giả xem đài. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ cũng như chuyên gia chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phóng sự để giới thiệu về nhân vật ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cách trực tiếp. Cuộc sống càng phát triển nhưng con người lại càng mệt mỏi với nhiều bệnh tật cũng như các vấn đề về sức khỏe. Cô Mỹ Hảo hiện đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe mà chính bản thân cô cũng cảm thấy đáng lo ngại. Tôi bị cái chứng đau đầu này đã 10 năm rồi. Nhiều lúc cơn đau đầu nó lên thì thấy đầu óc nó choáng váng, rồi tinh thần nó suy sút, giảm trí nhớ, rồi nhiều lúc đầu óc thấy cảm thấy nó rất là căng thẳng, rồi mệt mỏi, kém tập trung, rồi lại hay quên, rồi tôi phải nhiều đôi lúc đau đầu, cơn đau đầu lên thì tôi phải dùng thuốc giảm đau để khống chế cái bệnh đau đầu của mình, vì công việc của tôi không thể gián đoạn được. Ngoài ra tôi còn có cái chứng bệnh huyết áp cao, đau vai gáy, tê mỏi tay chân, rồi những chứng bệnh này làm cho tôi rất lo trong công việc hàng ngày của tôi. Những vấn đề về sức khỏe của cô Hảo gặp phải không phải hiếm thấy trong cuộc sống hiện đại. Nếu không được khắc phục kịp thời sẽ gây những biến chứng khôn lường cho sức khỏe mà không phải ai cũng lường trước được. Thưa quý vị khán giả, nhân vật trong phóng sự vừa rồi thì cũng sẽ xuất hiện ở đây trên chiếc ghế này để cùng trao đổi trực tiếp những vấn đề mà cô đang gặp phải và chúng ta sẽ cùng chào đón cô ngay bây giờ. Xin mời cô ạ. Dạ, xin chào hai bác sĩ, xin chào Thanh Vân, xin chào quý khán giả. Dạ, trong phóng sự vừa rồi giới thiệu về cô thì con có biết là cô cũng đã phải đối diện với tình trạng bị đau đầu nhiều năm nay ạ. Ngày hôm nay thì cô gặp gỡ một chuyên gia, một bác sĩ thì mong là cô sẽ thoải mái chia sẻ những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình để có cơ hội cải thiện mọi thứ tốt hơn ạ. Xin hỏi cô là cái tình trạng đau đầu của cô nó cụ thể như thế nào ạ? Cái tình trạng đau đầu cụ thể của cô là mất ngủ nhiều năm và thường xuyên hay bị chóng mặt và tay chân hay bị run. Và mỗi đêm thì trằn trọc suốt, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc. Dù là mình cố gắng ngủ mà trong khoảng thời gian cũng khoảng 10 năm. 10 năm là cả một quãng đời rồi đó cô. Đấy, Thanh Vân nhìn thấy là hai cái mắt của cô nó sâu đó. Dạ, con hiểu rồi. Thưa bác sĩ, với tình trạng mà cô Mỹ Hảo vừa chia sẻ, vậy thì theo bác sĩ cái tình trạng sức khỏe của cô đang có những cái vấn đề như thế nào ạ? Cái tình trạng mất ngủ thường xuyên ở một người lứa tuổi lớn tuổi thì cũng có thể là làm cho cái người đó sẽ mất rất nhiều các cái khả năng về trí tuệ, về suy nghĩ trong các cái hành vi hoạt động mình hàng ngày. Nó là một cái bệnh của nhân loại hiện nay, nhất là trong thời đại hiện đại này. Khi mà đã mất ngủ, nó kéo theo sự căng thẳng về đầu óc và làm cho cái hoạt động về thần kinh của mình càng ngày càng suy giảm. Nếu mà để tình trạng nó kéo dài
càng kéo dài thì nó sẽ làm cho cái sự hồi phục lại của bộ não nó càng kém đi, dẫn đến một cái bệnh lý gọi là suy nhược thần kinh. Thưa cô, vậy thì ngoài cái tình trạng mất ngủ như cô vừa chia sẻ thì cô còn gặp những cái vấn đề nào khác liên quan đến sức khỏe của mình không ạ? Nói chung là cũng còn nhiều. Tim cô á, cô coi như là nó cũng hay làm cho hồi hộp. Theo như bác sĩ chẩn đoán cô đi bệnh viện khám á, là cô bị rối loạn thần kinh tim. Đó, rồi cô bị hở van tim, rồi gan nóng, rồi nói chung là đủ thứ hết. Vậy thì cô có tìm cách nào đó để xử lý, làm cho cái sức khỏe của mình nó cải thiện hơn không cô? Có chứ, cô có đi bệnh viện, tất cả các bệnh viện cô cũng khám và cô cũng thường xuyên là đi để mà kiểm tra sức khỏe. Thì cũng có được bác sĩ cho toa uống thuốc. Nhưng mà cô thấy sức khỏe cô nó cũng chỉ có tiến giảm một phần nhỏ nào thôi chứ không ăn thua gì hết. Thì bây giờ cái chứng bệnh đau đầu nhiều năm của tôi và chóng mặt và run tay run chân á, bác sĩ có một cái giải pháp nào mà để hướng dẫn cho tôi nắm bắt được để mà tôi điều chỉnh về sức khỏe cho tôi an tâm một tí. Tôi chỉ muốn hỏi thêm chị là trong cái quá trình mà kiểm tra về huyết áp, chị có thường xuyên kiểm tra không? Cũng có thường xuyên kiểm tra. Huyết áp thường xuyên của chị là bao nhiêu ạ? Huyết áp thường xuyên của tôi là 160-170 thì nó hơi cao. Trong quá trình đấy chị đã dùng thuốc gì chưa? Dạ, trong quá trình đó thì tôi cũng dùng những cái thuốc mà bác sĩ cho đó. Nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng không có tiến giảm hẳn. Thì nó cũng tái đi tái lại hoài thì tôi cũng không được yên tâm lắm. Tôi có thể cho chị một lời khuyên là chị có thể nên khảo sát lại tất cả các cái hàng số sinh học ở các bệnh viện. Ví dụ như chị có thể kiểm tra lại về siêu âm tim, mạch, kiểm tra lại, rồi kiểm tra lại các hàng số về máu. Cái đánh giá đó nó sẽ giúp cho mình xác thực hơn cái tình trạng bệnh của mình. Qua đó thì người ta sẽ cho mình biết là cần phải điều trị cái gì. Cũng như là khi nãy chị nói, chị đã từng dùng thuốc Tây thì thuốc Tây tất nhiên là nó có những cái tác dụng rất là tốt, ngược lại nó cũng có những tác dụng phụ mà không tránh được. Cho nên nhiều chính vì thế mà nhiều người tôi thấy là uống thuốc rồi lại bỏ. Vì sao? Uống vào nhức đầu, uống vào nôn ói, rồi chóng mặt, chóng mày lại bỏ. Cho nên là ngoài đó thì chúng ta sẽ phải đi tìm đến một cái hướng mới trong y học. Bác sĩ vừa nhắc đến một cụm từ mà em nghĩ chắc là có thể là riêng đối với em thì nó cũng quen thuộc. Lý do là em cũng có nhiều cơ hội được làm các chương trình liên quan đến sức khỏe và được biết rằng là bây giờ mọi người có xu hướng tìm đến với thảo dược để có thể điều trị những căn bệnh thường gặp cũng như là cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn. Đã bao giờ cô sử dụng thảo dược để mà hỗ trợ cải thiện sức khỏe cũng như là điều trị các căn bệnh mà mình đang gặp phải chưa cô? Cô cũng được biết vài thứ thảo dược rất là quý hay nhưng mà cô chưa dùng bao giờ hết. Dạ, vậy thì đã đến lúc mình phải hỏi bác sĩ về thảo dược rồi đó cô. Tôi cũng nghe nhiều bạn, người bạn cũng có uống qua thảo dược quý nhưng mà tôi chưa dùng qua bao giờ. Thì bây giờ tôi cũng, tại vì tôi cũng còn đang cái tình trạng mà thắc mắc á, phiền bác sĩ là cho biết là thảo dược như thế nào thì mình dùng được và tác dụng của thảo dược nó sẽ giúp được lợi ích gì trong sức khỏe của mình. Nếu mà những cái thực phẩm chức năng nào mà đã được là kiểm nghiệm, đã được là người ta chứng minh thì chúng ta nên dùng. Chính vì vậy mà trong những năm vừa rồi chúng tôi cũng đã được nghe có rất nhiều các cái loại sản phẩm thảo dược từ Mỹ rồi từ các nước chuyển đến. Nhưng mà gần đây thì tôi nghe cái cao thiên ma bên Hàn Quốc. Cao thiên ma là loại cao mà do người Hàn Quốc người ta đã tìm ra từ những cái rễ cây quý và chiết xuất ra thành thứ cao dùng cho người bệnh, sử dụng cho người lớn tuổi, người đã điều trị nhiều lần bằng các cái thuốc Tây nhưng mà cái tác dụng, do cái tác dụng phụ người ta bỏ, người ta không dùng, có thể giúp cho những cái người già thêm được những cái sự tự tin trong cuộc sống. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến một gợi ý về cao thiên ma và Vân nghĩ rằng đây sẽ là một cái thông tin rất là hữu ích cho những ai đang muốn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mình bằng thảo dược. Để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về loại thảo dược này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đoạn phóng sự khoa học ngay sau đây. Thiên ma là một loại thực vật sống ký sinh thuộc họ lan. Hình dạng của thiên ma giống với các cơ quan và mạch máu lưu thông trong cơ thể con người. Từ xa xưa, thiên ma chủ yếu sống tại vùng Anseong, Myeongmuju.
Ngày nay vùng này là vùng sản xuất thiên ma lớn nhất Hàn Quốc với 140 hộ dân đang canh tác trồng loại cây này. Thiên ma được gọi là thần thảo vì loại cây này hấp thụ dưỡng chất từ hai phương, vị ngọt từ đất và dương khí từ trời. Với tính chất đặc biệt đó, thiên ma giúp bài trừ phong, bổ sung máu, chủ yếu chữa các chứng co giật, giúp trấn tĩnh, đau đầu, chóng mặt, đau nhức khớp tay chân, giật kinh phong ở trẻ, làm chậm nhịp tim khi tim đập nhanh do có yếu tố đột ngột tác động, giúp lưu thông máu huyết, tăng cường sức khỏe. Vị ngọt có trong thiên ma giúp cung cấp dinh dưỡng và bổ sung máu cho cơ thể. Vị cay của thiên ma lại có tác dụng trong việc loại bỏ tạp chất cặn bã trong máu và cơ quan tiêu hóa. Niêm mạc ruột non hút chất dinh dưỡng đưa vào máu và hệ bạch huyết. Bã thức ăn cuối cùng được đưa xuống đại tràng. Niêm mạc đại tràng hút phần lớn thành phần trong bã, biến bã chưa tiêu hóa và thượng bì niêm mạc. Ống tiêu hóa bong tróc thành phần và được bài tiết ra ngoài thông qua trực tràng và hậu môn. Vì vậy thiên ma giúp làm sạch máu và các bệnh về máu như cao huyết áp, tiểu đường, đau đầu, chóng mặt, sơ cứng động mạch khi các cơ quan bị tắc nghẽn trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng đến gan. Nó cũng có tác dụng giải rượu khi có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn do uống rượu. Vậy là chúng ta cũng đã được cập nhật những thông tin về một loại dược liệu trời ban đến từ xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc. Thưa bác sĩ, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì đối tượng nào có thể sử dụng loại thảo dược này ạ? Đối với lại những cái người mà đã có những cái bệnh phức tạp như bệnh nhân đây, bệnh nào là về mất trí nhớ, mất ngủ, rồi là căng thẳng trong công việc đó, và làm cho giảm trí nhớ thì có thể sử dụng loại này. Và đồng thời là nếu mà trong cơ thể mình lại còn có các cái rối loạn về chức năng trong cơ thể, ví dụ như về chức năng gan, thận, cũng có thể sử dụng tốt được. Vậy là cô cũng là một trong những đối tượng có thể sử dụng loại thảo dược rất là đặc biệt này. Cô, vậy thì cô có hứng thú để có thể trải nghiệm thảo dược cao thiên ma không cô? Cô muốn chính chuyên gia về cái dược liệu này là nói thì cô mới yên tâm để cô dùng, chứ bây giờ cô cũng vẫn còn lo lắng lắm. Vậy thì cô có thể đặt ra câu hỏi tiếp theo dành cho chuyên gia đang ngồi ở đây cùng chúng ta. Cái dược liệu thiên ma này nó có tuyệt đối an toàn và có gây tác dụng phụ cho người sử dụng hay không vậy chuyên gia? Cô có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng loại thảo dược này. Củ thiên ma đã được chứng minh có hiệu quả rất tốt đối với các căn bệnh về mạch máu não. Trong quá khứ, do dược tính mạnh trong quá trình thải các chất gây hại ra khỏi cơ thể, nên các nhà nghiên cứu đã xếp thiên ma vào nhóm dược phẩm. Gần đây thì các nhà nghiên cứu chuyên sâu về thiên ma đã chứng minh các thành phần của củ thiên ma hoàn toàn không có hại với cơ thể người của chúng ta. Vì vậy, sản phẩm sau khi được chiết xuất từ củ thiên ma tươi đã được xếp loại vào nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nên cô hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Cái dược liệu trời ban này thì mình sử dụng, mình bào chế như thế nào và sử dụng có dễ hay không? Chúng ta có nhiều cách để sử dụng củ thiên ma này. Mùi vị của củ thiên ma tươi đối với người sử dụng lần đầu có thể hơi khó uống. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người sử dụng củ thiên ma tươi hoặc dùng thiên ma để chế biến các món ăn. Nhưng thành thật mà nói, với đa số mọi người thì sử dụng củ thiên ma tươi như vậy có đôi chút khó khăn do mùi vị của nó. Đặc điểm của củ thiên ma tươi là rất nhanh hư sau khi vừa thu hoạch xong. Vì vậy, thay vì dùng thiên ma tươi, người ta thường hay phơi khô hoặc làm thành dạng viên để dùng được lâu hơn. Riêng về phía chúng tôi, thì chúng tôi dùng nhiệt độ và áp suất cao để chiết xuất ra hoàn toàn tinh chất của thiên ma. Vì khó bảo quản được củ thiên ma tươi nếu mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam, nên chúng tôi đã mang tới sản phẩm thiên ma tươi đã qua chiết xuất. Sản phẩm sẽ tiện lợi hơn, bảo quản được lâu hơn, đặc biệt là rất dễ uống và cơ thể cũng hấp thụ nhanh hơn. Cô cảm thấy yên tâm hơn không cô? Qua những lời của chuyên gia người Hàn Quốc hướng dẫn là tôi cũng cảm thấy yên tâm rồi. Bây giờ tôi chắc cũng phải tìm những cái dược liệu này để sử dụng để cho có sức khỏe. Thưa chuyên gia Giang Sinh Quân, nếu như bây giờ em muốn sử dụng dược liệu thiên ma này để dùng cho tất cả những người thân trong gia đình của mình và đặc biệt là đối với những người cao tuổi thì nó có hỗ trợ trong việc phòng ngừa những căn bệnh liên quan đến người cao tuổi, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim hay không ạ? Vâng, củ thiên ma này có hai thành phần rất nổi tiếng, đó là gastrodin và ergothionine. Hai chất này có tác dụng loại trừ những chất gây hại tích tụ ở thành mạch máu, giúp ngăn ngừa sự lão hóa, phục hồi sức khỏe cho mạch máu. Không những vậy, còn có hiệu quả rất tốt đối với sự tuần hoàn máu. Đó là những chất rất tốt, và cũng chính vì những lý do đó mà theo như tôi biết, người Việt Nam rất ưa chuộng sử dụng nấm linh chi. Và theo những nghiên cứu của những năm gần đây tại Hàn Quốc, hàm lượng chất chống lão hóa trong thiên ma cao gấp 60 lần so với nấm linh chi, và được chứng minh có hiệu quả rất tốt đối với các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ hay tiểu đường. Các biến chứng của bệnh tiểu đường là bệnh của mạch máu. Dĩ nhiên thiên ma cũng có hiệu quả tốt đối với những bệnh này. Xin cảm ơn. Vâng, cũng cảm giác yên tâm hơn. Thực sự là
có quá nhiều cái mối lo lắng liên quan đến sức khỏe của mọi người nói chung. Bây giờ thì lại quay trở lại với bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, bên cạnh việc chúng ta bổ sung những loại thảo dược an toàn một cách tuyệt đối như vậy đối với sức khỏe của người sử dụng, thì việc xây dựng một cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi một cách hợp lý và lành mạnh theo bác sĩ thì nó đóng vai trò quan trọng như thế nào? Phải có cái điều chỉnh lối sống của mình làm sao cho phù hợp với lại cái nhịp sống của con người. Đối với mỗi cá nhân, buổi sáng, ban ngày chúng ta phải có cái tổ chức, ví dụ như có thể tập thể dục, thể thao, tham gia các cái hội để cho nó có cái niềm vui trong cuộc sống. Rồi có cách dùng thuốc làm sao cho nó hợp lý, an toàn, sử dụng các cái thực phẩm chức năng, dùng cái loại thuốc giống như là chúng ta vừa mới được giới thiệu để mà nâng cao cái thể trạng của mình lên, nâng cao cái chất lượng sống của mình lên. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những lời chia sẻ ngày hôm nay từ chuyên gia cũng như từ bác sĩ sẽ là một lời nhắc nhở dành cho tất cả mọi người, để chúng ta sẽ nhìn lại cuộc sống của mình, chế độ sinh hoạt như vậy đã điều độ chưa, rồi việc mình bổ sung dinh dưỡng hàng ngày đã đầy đủ chưa, và quan trọng là chúng ta có thể tìm đến những liệu pháp thảo dược rất là an toàn để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là cải thiện những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn cô Mỹ Hảo với câu chuyện thực tế mà cô đã mang đến chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh. Và xin cảm ơn chuyên gia Giang Xuân Quân. Cảm ơn. Thưa quý vị khán giả, và cuộc trò chuyện cùng với hai vị chuyên gia cũng như là với khách mời ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là phần tương tác khán giả. Và sau đây sẽ là câu hỏi của tuần này. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc ngủ khi điều trị chứng đau đầu có thể gây tác dụng phụ như viêm loét dạ dày, suy gan thận đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp CB gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01257722XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị khán giả, và thời lượng dành cho chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi mà quý vị khán giả luôn dành cho chương trình. Chúng tôi hy vọng là nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến sức khỏe và mong muốn cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn, đừng ngại ngần, hãy liên hệ thông qua số điện thoại quen thuộc 01236229229 và hãy bật TV vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV2 để chúng ta sẽ được gặp nhau trong chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Sau khi nhận được những lời khuyên từ bác sĩ, cô Hảo đã có những điều chỉnh trong thói quen sinh hoạt cũng như công việc của mình. Ngoài thời gian làm việc, cô sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể tái tạo được năng lượng. Đồng thời, cô Hảo cũng hạn chế tình trạng cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, stress để giảm thiểu tối đa các cơn đau đầu đe dọa. Đồng thời, cô Hảo cũng kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để tăng cường hệ thần kinh và củng cố các vấn đề về sức khỏe. Sau khi được giới thiệu cái loại dược thảo Thiên Ma này với những cái tác dụng của nó thì tôi cảm thấy rất hứng thú và mua ngay để sử dụng. Thì thật sự là trong vòng 2 tuần sau là tôi đã được giảm các chứng bệnh đau đầu, mất ngủ. Tôi đã sử dụng và sau một tháng thì tôi thấy rõ rệt con người tôi khác hẳn ra, và tôi ăn được, ngủ được. Và những cái đêm mà chằn chọc ngủ không được thì bây giờ thay vì đó thì tôi lại ngủ rất ngon. Cho nên đó là tôi rất mừng. Củ Thiên Ma tuy không phải là thuốc đặc trị, nhưng được xem là loại thảo dược quý để phòng ngừa bệnh và trở thành bí quyết lâu đời được người dân Hàn Quốc sử dụng trong gia đình như một cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vì nếu mắc phải những chứng bệnh nguy hiểm không chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình nếu không may bị liệt nửa người hay phải sống đời sống thực vật. Đây cũng là lý do vì sao người Việt nên sử dụng các sản phẩm từ củ Thiên Ma để ngăn ngừa các bệnh tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, khi Việt Nam đang là một trong số nước có tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng. Sản phẩm phù hợp với người lớn tuổi, người trưởng thành và cả trẻ em, nên xứng đáng là giải pháp vàng cho sức khỏe cả gia đình.